không có tiền, bạn hoàn toàn có thể sở hữu được bất động sản. Và ngày hôm nay là một cơ hội vô cùng tuyệt vời để bạn có thể sở hữu bất động sản từ hai bàn tay trắng. À, tôi không nói đùa đâu. Cái điều này thì cũng nhiều anh em đã chia sẻ rồi, nhưng mà ngày hôm nay nó là một cơ hội vô cùng đặc biệt, vô cùng tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây là các bạn phải có tiền để trả lãi cho ngân hàng. À, quan trọng là bạn có làm ra dòng tiền để trả lãi cho ngân hàng hay không. À, tôi ví dụ như thế này. À, một cái bất động sản 10 tỷ mà ngân hàng cho khách hàng vay 5 tỷ. Bây giờ họ bán 5 tỷ, có nghĩa là họ lỗ hoàn toàn cái tiền đối ứng. Vậy thì hôm nay bạn hoàn toàn bạn mua được với cái giá 5 tỷ đó. Nhưng quan trọng nhất là bạn khi bạn mua là bạn phải trả được lãi ngân hàng trong cái thời gian sắp tới. Tôi hy vọng rằng là trong mấy giây ngắn ngủi vừa rồi bạn đã hiểu ra vấn đề. Câu chuyện là tôi gặp rất nhiều cái bất động sản ngộp, rất nhiều bất động sản ngộp mà ngân hàng cho vay trị giá 50% cái lúc chốt đỉnh. Vậy thì ngày hôm nay bạn hoàn toàn có thể mua được cái bất động sản đó bằng cái số tiền mà ngân hàng cho cái người ngộp đó vay nợ, bằng cách có thể bạn mua bằng mua ba bên, hoặc là bạn có thể đàm phán với ngân hàng cũng như là cái người bị ngộp nợ đó để mua cái mảnh đất đó. Đơn giản như mấy hôm trước thì mình có dẫn một khách hàng ở Hà Nội đi xem mảnh đất. Rõ ràng là cái mảnh đất này bây giờ ngân hàng đang cho vay cho khách hàng này vay 5 tỷ, mà bây giờ chỉ cần bán ra 5 tỷ thôi bởi vì không có khả năng trả lãi cho ngân hàng nữa rồi. Vậy thì bạn nào có khả năng trả lãi ngân hàng 5 tỷ trong cái thời gian tới thì mình hoàn toàn có thể sở hữu một cái mảnh đất từ hai bàn tay trắng, là điều hoàn toàn có thể. Thậm chí nếu như bạn nào có quan hệ, có khả năng thì bạn hoàn toàn có thể vay chênh ngân hàng lên được. Có thể bạn vay được 5 tỷ rưỡi hay là thậm chí là 6 tỷ. Bởi vì thực tế mà nói là khi ngân hàng cho khách hàng này vay 5 tỷ thì họ đã phải định giá cái mảnh đất này lên đến 7 tỷ rồi. Thì bạn hoàn toàn có thể vay ngân hàng được 5 tỷ rưỡi là 6 tỷ. Cái số tiền thừa kia bạn hoàn toàn có thể để đó để mà trả lãi cho ngân hàng cũng như là lấy tiền để xoay vòng cho công việc kinh doanh của mình. À, tất nhiên rằng để mà vay được 5 tỷ thì bạn hoàn toàn phải là một người có uy tín đúng không ạ? Có năng lực để trả nợ. Có thể là đâu đó là có mối thân quen với ngân hàng chẳng hạn, thế thì bạn hoàn toàn có thể vay trắng 5 tỷ hoặc là vay cả 5 tỷ rưỡi hoặc cả 6 tỷ luôn, bởi vì ngân hàng họ đã định giá đến đến 7 tỷ rồi, họ đã cho cái người cũ này vay đến 5 tỷ. Xin lỗi anh em rằng là tôi biết rằng là có bạn đang nói là sao ông không mua đi đúng không ạ? Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà vấn đề là bây giờ cái khả năng bây giờ tôi cũng đang 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 mắc nợ rồi, đang mắc nợ rồi, khả năng của tôi chỉ đến như vậy thôi, tôi chỉ mua được mức độ vừa phải thôi, sức thì mình chỉ có hạn thôi đúng không ạ? Vậy thì bạn nào có khả năng để trả nợ cho cái món vay 5 tỷ kia, 5 tỷ kia thì có thể vay ngân hàng ngoài quốc danh thì các bạn có thể lên đến 50 triệu tiền lãi một tháng. Còn nếu vay ngân hàng Big Four, ngân hàng nhà nước ấy, dựa như Vietinbank hay là Vietcombank hay là Agribank, thì bạn hoàn toàn có thể là vay với lãi suất rẻ hơn, ví dụ như là 0,7 một năm hoặc là 0,8 một năm, thì bạn chỉ trả lãi khoảng gần 40 triệu một tháng mà thôi. Đấy, bạn nào có khả năng tài chính thì mình hoàn toàn có thể sở hữu được. Đây là cái vấn đề là bây giờ cái đất lúc nó cao, nó sốt, nó nóng thì ngân hàng cho vay nhiều. Và bây giờ cái nhiều người người ta không ngộp nợ, người ta không trả nợ được, nhưng ngân hàng cũng sợ nợ xấu, thì bạn ngân hàng cũng rất là muốn hoàn toàn chuyển cái món này cho người khác để mà nợ nó trả sẽ tốt hơn đúng không ạ? Một cái phân tích nữa là thế nào các bạn cũng nói rằng là người ta đã ngộp, người ta đã vỡ mà mình lại đi ôm cái quả bom này thì có nên hay không, thì mình cũng xin chia sẻ như thế này anh em ạ. Ví dụ như là một năm mà bạn vay ngân hàng gọi là bình quân là 40 triệu, vay 5 tỷ một năm là mất 5 triệu tiền lãi đúng không ạ? 5 năm là mất 2 tỷ rưỡi tiền lãi đúng không ạ? Thì cái mảnh đất này nó sẽ lên thành 7 tỷ rưỡi đúng không ạ? Thế nhưng mà vấn đề là sau 5 năm sau bạn trong cái quá trình trả nợ đó mà đất nó lại lên gấp đôi hay là gấp ba thì câu chuyện nó sẽ đi rất nhiều. Thứ hai nữa là khi mà bạn trả lãi cho ngân hàng mỗi tháng khoảng 40 triệu hay là 50 triệu thì rõ ràng là đây bạn đang nuôi một con lợn, bạn chỉ nhét tiền vào đó thôi, nhét tiền vào đó thôi, nhét tiền vào cái mảnh đất đó thôi, bạn nuôi cái mảnh đất thôi đúng không ạ?
chấp nhận 5 năm đi, chấp nhận 5 năm sau nó lên giá đi, phải 7 năm sau nó lên giá cũng được. Nó trở lại cái giá bình thường là 10 tỷ thôi, các bạn đã thành công rồi. Đó. Thế thì hy vọng rằng anh em nào, vấn đề bây giờ là cái câu chuyện là chúng ta có dám bỏ ra năm đi vay ngân hàng 5 tỷ hay không để trả nợ hay không. Bạn có tin tưởng rằng cái mảnh đất nó sẽ gấp đôi, gấp ba trong vòng 5 năm tới hay không mà thôi. Đó, nếu mà gấp đôi thì bạn lãi 2 tỷ rưỡi, đúng không ạ? Bạn giả bởi bạn đã giả gốc lãi cho ngân hàng đã mất 2 tỷ rưỡi rồi. Đấy, câu chuyện là như thế. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của chương ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.